đây là chị nó bị xéo lắm. Chỉ có cái điểm cuối này là chị hơi lâu. Dạ, tôi là tôi bị là ở bên là giọng qua ở trên giọng xuống á, là tôi làm ăn không lên được nhờ hai cái phòng này đó. Không có cơm ăn lên xin cơm. Làm gì có ai lên đây đâu, toàn là em xuống dưới thôi. Trời ơi, lần sau mình nàng Ad ơi, ta nhìn thấy tóc nàng hơi bù xù ha, hơi rối bời chút xíu. Bù xù đi. Nhưng không sao, tóm gọn là ta yêu nàng. Ồ. Ê, nói câu đó tụi bị dính thính nha, thôi mình đối với nhau. À, anh Ô ơi, anh có biết tại sao đầu em rối không? Tại sao vậy? Gặp anh em thấy rối bời, trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Wow. Là bạn này cũng có làm mấy cái clip như kiểu là khi con gái coi bóng đá cái thứ á. Đúng rồi, là em đó. Anh nghĩ là sau câu này em đừng làm content về bóng đá nữa. Trời ơi, anh ác quá. Là hiểu rồi đó. Chị là người không biết về bóng đá nha, nhưng mà một người mà chị thấy là có nhiều kinh nghiệm về bóng đá, vậy là chị cũng tin luôn á. Thật lẽ là lúc đó mà anh mà la lên em mà bê cái là em trời em tin liền. Thử thách tại đây có tên là Trung Sức. Đội Rực Rỡ và đội Quê Nhà sẽ đấu với nhau trên cầu lắc gỗ ở phía trước mặt các bạn. Yeah, cũng là có lực chơi rồi đó. Các thành viên mỗi đội sẽ lần lượt tiến ra giữa cầu gỗ từ hai phía đối diện. Tùy vào chiến thuật của từng đội, các bạn có thể chọn cách tấn công để đối thủ rơi xuống nước, hoặc là các bạn cũng có thể chọn cách phòng thủ để cố thủ trên cầu. Thành viên cuối cùng còn ở trên cầu gỗ thuộc đội nào thì đội đó chiến thắng và được cộng thêm một điểm rực rỡ. Đây là... Ủa cái micro nói chuyện được không vậy? Không, 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 ở giữa, để mà đồ tem kẹp. Không được, vậy là anh thúi. Anh thúi, anh thúi. Đó, bình luận gì? Mời thành viên đầu tiên xuất phát. Anh Giang, anh Giang. Rồi để ra bên kia coi là ai. Chúng ta đến với anh Hai Đông Thị Trường nha. Anh Giang Cô Đích, Giang Cô Đích, anh Giang Cô Đích, Giang Cô Đích. Vỗ tay cho đội nha. Lâm Thủy Dạ. Và đối đầu với Trường Giang là Lâm Thủy Dạ. Cô lên. Lâm Thủy Dạ. Dạ nhức đầu lắm, dạ nhức đầu lắm, nằm nhức đầu lắm, đứng đi. Quý vị bây giờ chưa đấu nhưng đã nằm phơi thay ra. Chúng ta tưởng tượng mình là một con cá sặc một nắng. Trời ơi trời. Mời thành viên thứ hai. Sát gì ông anh? Bên phải đi theo. Trái, phải, trái, phải, phải, trái. Bên kia. Ngồi xuống đi. Nàng hồ khi nàng xuất hiện. Nàng ơi, nàng ơi. Nàng ơi, cẩn thận. Ây, 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 ây. Ây, ây, ây. Nàng ơi, nàng ơi, nàng ơi. Cẩn thận. Ây, ây, ây. Mình mất đàn bạn rồi. Mình mất đàn bạn rồi. Ây, ây, ây. Đàn rất là mạnh nè. Lâm Thủy Dạ vẫn chưa rời được mà. Vâng, Lâm Thủy Dạ đã bấu vào. Nhưng không thật là Hoàng Thiên Lan đang một mình chống trời với hai con quỷ dữ. Lâm Thủy Dạ đã xây sẵn mặt mày. Lâm Thủy Dạ che mắt. Trời ơi, bà Dạ này coi như là bà làm cản đường rồi. Mời thành viên thứ ba. Người thứ ba đợi chúng tôi là anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm đã xuất quân. Đội bên kia chính là nam ca sĩ. Đừng đừng đụng người nhau, đừng đụng người nhau, đừng đụng té 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 mới đụng đụng nhau. Ơi ơi ơi, đừng từ từ nha. Lát lát bà gắt nằm lại phải dưới nhà rồi. Chà không có ghét cái đâu. Đúng rồi, đúng rồi nha. Đúng rồi nha. Đúng rồi nha, đúng rồi nha. Đừng dạ, dạ ngồi xuống đi đừng bị ta dụ đó. Ủa vậy hả? Em ngồi xuống hả? Em ngồi xuống hả? Ngồi lên. Lát 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 mạnh lên hả? Mạnh lên. Mạnh lên đầu mới. Anh Giao ơi, bình tĩnh. Đừng kích động. Anh còn ghét được, còn ghét chưa?
trời ơi. Đủ rồi anh ơi, kéo chị Dạ xuống. Làm ơi, em phải lau nữa, lau ơi, lau nữa, lau ơi. Nè em, em. Lại đi. Ôi ơi, lặp. Ôi ơi, lặp tới rồi. Bà Dạ để em. Ôi ơi, lặp tới rồi, lặp tới rồi. Chị bị Dạ. Lắm Lại Trường Giang Hồ Phi Nan loại. Lâm Vĩ Dạ loại. Ôi ơi, lặp tới rồi. Mời thành viên thứ 5. Sao vậy? Em sao em lớn chị Thiên ơi? Mà đang hùng dũng đó đi. Làm gì em? Không đi nữa. Cái gì bỏ ngoài nó ghê quá. Lâm ơi nhà Lương Lâm phía trong còn ba người đâu. Tấn công đi à. Chị đổi lớn hay quá. Ai
Dương Bảo Lâm loại. Trời ơi, thành viên của tôi Lê Dương Bảo Lâm đã bỏ cuộc. Lâm Hùng loại, Lê Viết loại. Xin mời thành viên cuối cùng. Ôi. Hiện tại mỗi bên đều còn 3 người. Một cho tất cả. Lát. Lát đi. Đều còn 3 người. Còn tất cả. Chúng ta đang thắng với một thành viên. Bây giờ chúng ta đã làm rất lên. Một thành viên chúng ta nghĩ là thôi cần thiết cho đội. Ok. Em xin trình đấu với ông anh Cường. Hiện tại là hết sơ cái này với nhau. Người phụ nữ gắn bó của chúng tôi đang hết sức để đẩy một ca xuống sông. Không có một lý do gì đến cả nhảy xuống đây bay. Ủa sao vậy anh? Đừng. Chúng tôi thấy đời chỉ đứng mọi người đời chúng tôi toàn là thôi thương cái gì. Ủa cái gì vậy? Kể lại trên đầu em vậy? Không vậy? Kể lại cái đầu của Phương. Ủa cái gì đó? Ở dưới lại các ô mà đó. Cái gì trên đầu em vậy? Lên, đẩy một cái đi. Ủa cái gì vậy? Ủa Lâm ơi, hãy chờ chiến thuật chết chùm Lâm ơi. Đau, đau, đau. Cái gì vậy? Đến luôn. Huỳnh Lập loại. Isaac loại. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Hai anh hai. Chết rồi, hai nữ anh ơi. Hay quá đi, bạn ơi. Hay quá đi. Đúng rồi. Vinh Tuấn Kiệt. Trời ơi, tại sao lúc nào cũng là tôi? Trời ơi, tại sao lúc nào cũng là tôi? Tại sao? Tấn công. Chỉ cần một người ôm mình nhảy xuống là được. Tấn công. Chỉ cần một người ôm mình nhảy xuống là được. Phải. Mình buông ra đi. Đúng rồi, đẩy xuống. Đúng rồi, đẩy xuống. Đúng rồi, đẩy xuống. Đẩy xuống. Đúng rồi, đẩy xuống.
trực ban của mình chưa ạ? Chưa hề chị. Mặc dù là không có tự tin lắm, nhưng mà cái đội Sài Gòn đẹp lắm á. Có buka. Có người ô, có người ô. Có buka rất là đỉnh nha. Đừng trông gậy gì vào em hết. Đừng trông gậy gì vào em hết. Buka đã từng chơi ba tim rồi. Cho nên là chuyển qua cái này rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách ở đây. Thử thách mang tên gọi đường đua băng giá. Trời ơi, đua nữa. Đi còn chưa dẫn nữa bắt đua rồi. Như các bạn nhìn thấy, rải rác trên sân băng là những bục đặt chiến lợi phẩm. Mỗi thành viên sẽ được phát cho một cái túi để đựng chiến lợi phẩm này. Ngoài ra, các bạn cũng được cung cấp những chiếc búa hơi để tấn công đội bạn. Bị tấn công nữa. Hãy bảo vệ đội của mình và hạn chế sức mạnh của đội bạn. Khi hộp sữa cuối cùng được thu thập, trò chơi sẽ kết thúc. Nha. Còn ba tụi anh. Anh lỡ, anh đội nào thu thập được nhiều chiến lợi phẩm hơn sẽ giành chiến thắng. Ba, hai, một, xuất phát. Đi 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 đi. Bầm luôn rồi. Bị té, hai đứa té luôn. Đó rồi, chấn gì vô. Chấn là cái này đúng không? Rồi, vậy là em thở theo anh nè, em thở theo anh. Hít bằng mũi, thở bằng miệng, thở sâu ra, chậm ra, thở thì chậm ra. Mọi người đẩy cho để tập để cục em giãn người về sau chút xíu nha. Rồi, hít sâu thở ra. Bình tĩnh, mình đã lại hít sâu chậm thôi, bình tĩnh lại. Là cạo gió. Cần nước không? Ta uống nước không? Cái đường quá đào quá. Đào đó anh em đúng không? Đập vô đây. Thấy anh thấy. Giống như bị mất nghẹn á. Hết. Thì nó bị giãn vô thôi, nhưng mà quan trọng là cái ngoài da này hơi để coi nó. Ok. Nó bầm như cạo gió. Vậy mạnh lắm. Đúng rồi, bình tĩnh. Đâu quá. Tháo ra cho nó thoáng đi Huy. Em muốn miếng nước không? Em có sao. Bể vú. Bây giờ mọi người có chơi nha, em điều phẩm với bà Quân ở đây rồi. Chơi đỡ em không? Vậy như cạo gió vậy đó. Nói chung là đã có một cái sự giành giật không hề nhẹ ở đây, nhưng mà cuộc sống thì không có dễ dàng ha. Mình đã thu thập được chiến lợi phẩm rồi thì mình còn phải bảo vệ nó nữa. Cho nên bây giờ chương trình sẽ ghi nhận kết quả
là những hộp sữa mà hai đội đang giữ được trong tay, còn những hộp đã mất thì không tính nha. Đội đó nhiều đếm trước đi. Rồi bây giờ mời đội của Ngô Kiến Huy đếm sữa trước nha. Rồi đếm đi ạ. 1, 2, 3, 4. Bốn đầu. Em tự nghĩ thôi. Em tự nghĩ thôi. Đếm chơi. 3 hộp đúng không? 3 hộp, 3 hộp. Rồi đếm tiếp đi. 14 hộp. Đội của Ngô Kiến Huy được 14 hộp. Xin mời đội của Jun Phạm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ây da. Ở đâu ra vậy? Đâu ra vậy? Mười, trời ơi, mình cũng không giữ được. Đúng vậy. Vậy trời. Mọi người thử 1.3 đi. 19 hả? Như vậy đội thắng cuộc là đội của Jun Phạm. Xin chúc mừng. Không có. Em thấy là nãy giờ ở đây là chị nó bị xéo lắm. Chỉ có cái điểm cuối này là chị hơi lâu. Là tôi bị là ở bên là giọng qua trên giọng xuống á. Là tôi làm ăn không lên được vào hai cái phòng này đó. Không có cơm ăn lên xin cơm. Làm gì có ai lên đây đâu. Toàn là em xuống dưới thôi. Trời ơi. Lần sau mình. Nàng Ad ơi, ta nhìn thấy tóc nàng hơi bù xù ha. Hơi rối bời chút xíu. Bù xù đi. Nhưng không sao. Tóm gọn là ta yêu nàng. Ê, nói câu đó tụi bị dính thính nha. Thôi mình đối với nhau. Anh Ô ơi, anh có biết tại sao đầu em rối không? Tại sao vậy? Gặp anh em thấy rối bời. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Là bạn này cũng có làm mấy cái clip như kiểu là khi con gái coi bóng đá cái thứ á. Đúng rồi, là em đó. Anh nghĩ là sau câu này em đừng làm content về bóng đá nữa. Trời ơi, anh ác quá. Là hiểu rồi đó. Chị là người không biết về bóng đá nha. Nhưng mà một người mà chị thấy là có nhiều kinh nghiệm về bóng đá vậy là chị cũng tin luôn á. Thật lẽ là lúc mà anh mà la lên em bê cái là em trời em tin liền. Đây bàm 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 nè. 3, 2, 1, xuất hiện. Chào mọi người, em ơi. Chúc sinh chúc mọc đầu đình. Cô dâu xinh, cô dâu đứng một mình vẫn xinh. Ủa? Vâng. Nhưng mà cái này nó dài quá ba. Và sau đây là lễ chào gia tiên. Vỗ tay. Đúng rồi, chào tiên đúng không? Xin mời nhà trai. Ủa sao mà giống đám cưới thiệt vậy? Đúng rồi. Mọi người gả em mà ba mẹ em chưa hay đó trời. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và bây giờ sẽ là những nén nhang sẽ thắp lên gia tiên. Ông cầm cho tôi để tôi nuôi đó. Gia đình nhà trai sẽ đón thêm một cô dâu mới ngoan, hiền. Ôi, gì vậy? Trời ơi, cô dâu chú rể đâu phải ông xui bà xui. Người ta là ra mắt được ông. Thôi, đào lao quá. Cha mẹ không ra mắt trước rồi mới tới hai cháu đó. Rồi anh để vợ anh rồi thắp nhang với người ta vậy sơ hở rồi bà qua đây luôn. Tôi không còn gì để nói nữa. Nhất bái thiên địa, thiên trên trời, địa dưới đất, nhìn lên trời. Địa xuống đất. Nhưng mà có cưới thiệt không nhở? Nhưng mà có cưới thiệt không nhở? Sao nó giống quá vậy? Nhị bái cao đường. Ừ, là biết sao? Cao đường. Nhưng mà coi chừng mọi người gã em ba mẹ không biết. Biết cái này chỉ là một cái thử không? Cái này là chỉ là một thử thách của chương trình Hành Trình Rực Rỡ để mình trải nghiệm cái đám cưới của ông bà mình hồi xưa. Chứ, em lo quá. Chứ còn nếu mà để thiệt thì mình mừng chứ, mình lớn tuổi hơn mà. Để thiệt thì mình mừng chứ, mình lớn tuổi hơn mà. Không có. Nhưng mà thôi mình tái hiện thôi. Rồi tái hiện thôi, tái hiện là bộ diễn viên thôi. Này chúng mày chuẩn bị. Lại là dính nha. Ôi. Tiên con giả bộ nha, con giả bộ đám cưới. Rồi để đã tấm nhang chưa?
Và thưa quý vị, qua sông thì phải lị đò. Bây giờ cha mẹ sẽ có những lời dặn dò hai bên. Xin mời nhà trai dặn dò. Em không biết dặn gì. Thôi anh dặn cho em đi. Anh chuyên đi ra ngoài nói chuyện, anh giúp em đi. Hai bên dặn qua dặn lại, dặn ngắn gọn giùm cho tôi ạ. Thì ba má cũng không có gì ngoài 50 công đất. Dữ rồi ba. Anh có sang tên đâu mà anh khoe hoài vậy. Thì ba má giờ cũng có mình con là con gái. Dạ. Rồi con Kiệt như là con trai. Ba má gả con cho nó thì đất ba má vẫn giữ. Thì đất ba má vẫn giữ. Ủa? Ủa? Không quan trọng là hai đứa. Cái gì với cuộc sống với vợ chồng nó có một cái khác biệt với cuộc sống của tình yêu. Không, tại gọi là yêu yêu nhau nó khác, vợ chồng nó khác. Vợ chồng là phải chấp nhận và phải hy sinh. Đừng nghĩ người ta sẽ thay đổi gì mình không. Mình phải chấp nhận với cái điều đó. Anh dặn như thế. Cảm ơn. Cảm ơn họ nhà trai. Ba họ nhà gái là dặn dò mà. Tôi nhìn tôi tưởng ba thiệt của tôi luôn. Dặn như thiệt luôn á. Có. Cái tôi ngồi nói chuyện. Tôi muốn là khi mà hai cháu nó cưới nhau về là tôi xin quý tử liền. Tại vì chồng tôi thì cũng không sống được bao lâu. Chồng tôi thì cũng không sống được bao lâu. Gì vậy bà? Gì vậy bà? Ông đừng có giấu nữa, ông nói cho mọi người biết đi để okay. Để hai đứa nó không có chịu đẻ con. Bà giấu vậy nào như vậy được bệnh hả? Thật ra thì có ba chồng luôn có bệnh đang ơi. Cho nên là má hay là cưới nhau về là đẻ liền cho ông cái nhiều khi không có kịp. Không ngờ là chị xui cũng tào lao thiệt. Nhất trai làng Kiệt công tử giàu sang, nhất gái quê Cẩm Thơ của Út Hồn Son. Nhà Kiệt có ruộng cò bay tặng cánh, mà nhà Thơ có vườn trái cây rất mảnh. Và bây giờ sẽ là nghi thức trao quà và lễ vật cho nhau. Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Chưa, từ 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 từ. Đeo vô đừng đeo ra, rồi đút vô đút ra nó ghê quá. Thiệt mà. Rồi. Thiệt hả? Hả? Nhanh đi, nhanh lên. Thôi mọi người giả bộ thôi nha. Giả bộ, giả bộ. Giờ đeo nha. Ngoài ba giả bộ đeo. 1, 2, 3. Vợ chồng mình còn nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Chưa. Từ từ mà. Sao mà không nhớ vậy? Sao mà không nhớ bạn hàng xóm bên kia mà? Đâu, bạn đâu, chú Út nhà con đó. Chú Nan, chú Nan Út giờ con. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh năm nay xuống trời. Hai đứa đẹp đôi dễ sợ luôn á anh Xui, chị Xui. Hai đứa đẹp đôi cái mặt nó phu thê. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là nghi thức uống rượu giao bôi. Cùng nhau nhấp chén rượu mừng. Dẫu cay dẫu mặn xin đừng quên nhau. MC mà văn thơ lai láng à. Giao bôi, uống rượu giao bôi á. Giao bôi là gì? Giao bôi là đó. Bà đứng sao đứng thế vậy? Vừa đó coi. Vừa đó coi. Quen vòng luôn. Giật cô dâu rồi. Đứng đại đi. Của hồi môn của gia đình tôi gửi đến cho con dâu à, cũng không có gì nhiều, cỡ 200 cây hả? Ủa? Em muốn đi về làm con, đừng có bắt anh phải buồn đâu. Chưa có cho em nhiều đâu. Cái này là à, cái này tôi sợ cháu nó bị giật nên. Chú hèn với luôn không? Chú hèn với luôn không? Nó có dặn sợ hàng chết luôn rồi. Ủa mà cháu bảo lao rồi đấy. Có mở rượu. Ráng nha con. Ở nhà mình thương mẹ, sao lại qua bên kia thương mẹ giống vậy nghe chưa? Dạ. Thì rồi bây giờ xin mời nhà gái em sẽ tặng đây quà cho chú rể. Đây, em đeo cho con rể nha em. Nào con ra. Nói vài lời trước khi đeo nào. Con lo mà cư xử đàng hoàng con gái mẹ. Không là không xong với mẹ. Dạ. Mẹ chỉ nói gần ngắn gọn thế thôi. Con lo cơ sở đàng hoàng con gái mẹ. Không mà không xong với mẹ. Dạ, bác ơi xin bác đừng lèm bèm bác nữa kìa. Dạ. Dạ mẹ. À, rõ ràng đó mẹ. Tại những câu đe dọa thì thường tôi hay nói bé. Nhưng hôm nay mọi người động viên tôi nói to thì tôi cũng nói to. Đâu, chị nói thẳng vô mặt tôi chứ không bé. Là con cưới con gái của mẹ là con phải đàng hoàng con gái của mẹ. Con không được dỡ dần, mẹ đuổi con về nhà mẹ đẻ con nghe rõ chưa?
Ủa thế tưởng sao đây ở rẻ, từ đầu là thống nhất với nhau. Tôi cũng có ý định vậy chứ, nuôi nó bao nhiêu năm cũng mệt rồi chứ. À vậy hả? Đây đây đây, ông sao đi. Vợ chồng á, đến khi nào mà không còn nói chuyện được với nhau thì lúc đó mới là sợ hãi nha mọi người. Phải, quan trọng là phải nói chuyện với nhau. Ủa con hả ba? Con này ba mua cho con mà. Con là em của chị hai con nên là con cũng có muốn quà tặng cho anh rể. Đó chính là chiếc vòng đá phong thủy. Đó chính là chiếc vòng đá phong thủy với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc kem vô cùng độc đáo. Tặng cho em họ là 20 cây vàng. Trong đây là đây là đại diện trước. Rồi còn 19 cây kia chị gửi qua sau nha. Dạ. Cảm ơn hai vợ chồng trong năm mình. Dạ dạ chưa. Con đó con ạ. Dạ rồi ạ. Nhiều quá. Dạ chưa, dạ chú của chú rể xin phép được lên tiếng ạ. À, nếu mà đàn gái của chúng ta có tặng 20 cây vàng rồi thì chú có bao nhiêu thì chú mới bán hết trơn rồi đó. Con cho con thì con thấy vui thì con vui nha. Chứ vậy? Không có hộp gì để vô vậy. Tại vì gấp quá. Dạ anh ơi, vàng này có vàng giả sao tay anh rung quá vậy? Phải, ý là phải. Tay nó hơi rung đó nha. Người ta phải để hộp đồ vô chứ cầm trong tay tưởng mới giật về. Cưới con nó mà bà. Dạ cảm ơn hai bên. Con ai nữa mà? Còn anh gì có tặng gì không? Dạ không mà, không có tiền không tặng ạ. À. Vâng. Không có tiền không tặng ạ. À. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn hai bên. Bây giờ thôi, bây giờ mình vô mình chụp tấm hình kỷ niệm cho anh. Dạ dạ, dạ. Còn một cái nghi thức rất là quan trọng ạ. À. Dạ thưa quý vị, dạ không ạ. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành si, bây giờ chú rể sẽ làm gì cô dâu? Chú rể sẽ làm gì cô dâu? Xỉn rồi kìa. Ủa chú Mười khó sao chú? Mẹ, ba vợ con xỉn rồi kìa mẹ. Xỉn chứ có một phải chết đâu mà la. Chơi tiếp đi. Chê gì chết? Thì đó, vô chơi chơi. Nhạc đi. May mà cho hỏi thăm chút xíu, sao mẹ của anh với ba của em sao đồ bị cháo nhau hết trơn trời. Ủa trời ơi sao vậy nè? Trời vậy. Ủa trời ơi sao vậy nè? Cái gì? Ủa sao tự nhiên anh đeo vòng của tôi vậy? Trời ơi, bác gái rồi. Bác gái vào nhớ với bạn rồi. Bây giờ sẽ là một giây phút rất là quan trọng sẽ dành cho tất cả bà con tham gia buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Đó chính là giây phút tung hoa. Ai đang có lẻ loi, ai đang có trống vắng, ai đang có một mình thì chuẩn bị tư thế để nhận bông hoa may mắn ngày hôm nay. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Xin mời cô dâu quay lưng về sân khấu. Tôi thấy ngoài xa xa có bồ cũ của cô dâu. Bồ cũ của cô dâu đang tụ tập rất là đông đằng kia. Cho tôi hỏi ngoài kia, có ai là bồ cũ của cô dâu không ạ? Giơ tay lên ạ. Vâng, sớm này là 75 bồ cũ. Vâng, leo lên ngọn cây luôn rồi kìa. Tuyệt vời. 3 2 1 Tung. 3 2 1 Tung. Tuyệt vời. Xin mời em lên đây. Xin mời cô gái lên đây. Vâng, em là người con gái may mắn nhất ở đây. Và em đã chụp được bó hoa này. Không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào ạ? Dạ em đang rất vui mừng. Tại vì em nghe nói chụp được bó hoa thì một tháng sau mình sẽ có tin vui. Dạ
Có bầu hay sao? Có bầu hay sao? Không. Đám cưới hả? À đám cưới. Vâng, không biết là mẫu người bạn trai của em như thế nào à? Xin mời em chia sẻ. Lỡ đây có những anh chàng gọi là thanh niên mới lớn, đúng gu một cái và chúng ta tiếp tục làm quen và tìm hiểu nhau à? Dạ, gu của em là ai cũng được, đừng là anh, đừng là anh. Tuyệt vời, cảm ơn em. Vâng, mẹ cô dâu đang rất là sung, nãy giờ là chén chú, chén anh. Và bây giờ là tôi thấy là cái dấu hiệu săn quần, săn áo rồi. Bà con đã đến dự lễ cưới của hai cháu ngày hôm nay. Một lần nữa gia đình hai bên dòng họ cảm ơn quý vị rất là nhiều vì tấm chân tình này, xin cảm ơn. Và cũng thưa bà con địa phương thân mến, đây cũng là cái hồi kết của chương trình Hành Trình Rực Rỡ buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ ban tổ chức sẽ là người công bố số điểm rực rỡ mà đồng đội hoặc cá nhân đã nhận được trong những ngày vừa qua. Tôi xin được công bố kết quả người có số điểm rực rỡ thấp nhất là một điểm rực rỡ. Đó chính là đào hay đào gì? Đó chính là Jin Tuấn Kiệt. Tiếp theo, chúng ta có 4 thành viên có số điểm rực rỡ là 2 điểm. Đó là Puka, Lâm Vĩ Dạ, Hồ Phi Nan và Lâm Hùng. Wow. Quỳnh Lập nhận được 3 điểm. Wow. Sao điểm đó? Tiếp theo, ở đội rực rỡ, chúng ta có 2 thành viên 4 điểm. Đó là Thúy Ngân và Negit. 2 thành viên nhận được 5 điểm. Đó là Bích Phương Trường Giang. Và xin được chúc mừng 2 thành viên 6 điểm, đó là Dương Lâm và Isaac. Wow. Yeah. Chúng tôi xin chuẩn bị 6 huy hiệu và món quà dành cho các thành viên chiến thắng trong hành trình này. Những người được điểm 6, 5, 4 là 6 người xuất sắc nhất. Thật ra tụi em đi với nhau cũng được 3 chặng hành trình rồi, nhưng mà đây là chặng hành trình đầu tiên của những khách mời mà em thấy rất là trân trọng. Đi đến chơi mà không có quà thì kỳ quá. Ây đâu đúng kỳ trời. Em thấy mọi người rất là nhiệt tình. Không sao. Nhờ nhìn anh em tụi em nữa. Thật sự là phải có khách mời chơi ngày hôm nay rất là nhiệt tình. Phải công nhận là mọi người không chỉ nhiệt tình, mọi người rất là tài năng nữa. Và vì cái thử thách cải lương là một trong những thử thách rất là khó. Quay đến 3-4 giờ sáng mà mọi người không hề than vãn một tiếng nào. Thật sự phải nói là đó là một cái điều gọi là tất cả các dàn cast chính rất là trân trọng và cảm ơn mọi người vì đã nhiệt tình với chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Cho nên là Thúy Ngân có mẫu gỉ là dễ thương. Dạ, em xin được tặng món quà kỷ niệm này dành cho Puka. Dạ. Puka nha. Vâng. Em cũng muốn gửi tặng món quà này cho anh Gin Tuấn Kiệt luôn à. Dạ, chúc anh tất cả mọi thứ. Cái này đâu phải là an ủi tụi mình đâu phải không? Còn Isaac muốn gửi tặng món quà này cho Quỳnh Lộc. Dạ. Wow. Đây, thế em gửi cái này cho anh Lâm Hùng. Wow. Còn tôi, ủa sao? Thôi Lâm là còn 3 đứa con đem về cho con nữa nè. Cái này anh tặng cho Nan, cái này anh tặng cho Dạ. Thật sự thì em cũng cực khổ lắm mới lấy được cái này. Thì không lẽ đồng đội em tặng mà em cũng nín cái họng em cũng kỳ. Mà thật sự trong lòng em không có muốn thiệt. Thì đó nè. Mình tặng mà cái mặt mình quốc hận dễ sợ lắm, ai mà dám nhận. Thì đó, mình để cái dĩa cổ này lên. Em thấy nó cũng ok. Đây, đây. Đó, về cho mấy cháu nó vui. Đây là thích hợp với bộ áo dài của Lâm Vĩ Dạ. Và em xin phép giữ lại cái này để làm kỷ niệm của chương trình. Là một tràng tay cho em à. Cái nhỏ này sẽ biết. Đúng vậy. Em, tụi anh phải nhìn La Cà nha. Bây giờ tụi anh một cái thử thách là tao phải đi hỏi mọi người là những câu hỏi như đây. Nếu mà em trả lời được thì em sẽ trúng được là 5 tỷ đồng. Em ơi, mình... Rồi, câu đầu tiên. 2 lần chiều cao của tòa nhà Bitexco
có lớn hơn chiều dài phố đi bộ Nguyễn Huệ hay không? Không. Không. Em nghĩ không lớn. Không hả? Vậy cái tòa đó là Bitexco. Đúng rồi. Hai lần của cái chiều dài tòa Bitexco đó đó có lớn hơn chiều dài của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai lần như vậy? Không. Không. Chắc không? Chắc chưa chị? Không chắc chưa? Chắc chưa? Em nghĩ là không đó. Bạn đi học Cao Thắng hay làm clip chạy quanh phố đi bộ ấy, là chạy 20 cây là hơn 7 vòng rồi. Ừ. Rồi có so với lại cái Bitexco này không? Thì như Bitexco 60 mấy tầng đi thì nhân 3, một tầng khoảng 3 mét mấy là 180 mét. Có kiến thức không? Trời ơi thằng bé này, anh nhìn mặt em là trời ơi em biết rồi. Mạnh mẽ viết vào không? Yeah, cảm ơn em. Trời ơi, cảm ơn em. Đáp án câu số 1. Đầu xuôi đuôi lọt nha, đầu xuôi đuôi lọt nha. Thần. Đáp án là yeah! Trời ơi! Không! Đấy, em gửi chị. Em gửi món quà. Hay quá, cảm ơn mấy con nha. Dạ, cảm ơn mấy con. Thôi, đây là phần quà bé bé xinh xinh của tụi anh gửi đến tụi em. Và một túi cốt, và lại bên trong có sữa, rồi có áo, và lại quạt luôn nha, để cho tụi em đi gọi là đi bộ Nguyễn Huệ rồi đó, chơi cùng nhau. Cảm ơn tụi em nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Em tặng quà chị trước đi, để mình có gọi là tinh thần. Tên chính thức của cầu thủ Thiêm 2 là gì? Thì A cầu thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Ba Son 2. Cầu Ba Son. Cầu Ba Son. Đó. Chắc gì vậy? Chắc. Cầu gì? Trời ơi, dễ thương mà căng thẳng vậy. Nó nào ngay thì cái cầu đúng ngay ở Ba Son đó, mà không biết có phải là cầu Ba Son không ta? B là cầu Ba Son. Yeah! À, chúc mừng chị. Rồi, giờ tặng quà chị nha. Dạ, chị chào mọi người có đi. Chào, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Là món quà của tụi em nha, cảm ơn tụi con. Cảm ơn mọi người. Bye bye, sữa ngon không? Dạ ngon. Thưởng thức đi. Rồi cưng quá, trong đây có thêm lốc sữa nữa cho tụi con nha. Trời ơi, dễ thương. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Cảm ơn gia đình mình nha. Ôi, gia đình mình giữ điểm. À, ê, em ơi. Đúng không? À, dạ, em chào các chị. Dạ cô. Dạ. Dạ đâu. Dạ, tụi con đang ghi hình một cái chương trình thực tế. Xin phép lấy một ít thời gian nha, 20 phút thôi. Thì tụi con có một câu hỏi, dạ ai biết trả lời giúp con nha. Dạ câu đầu tiên, ngã năm chuồng chó hồi xưa có nuôi chó hay không? Không. 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 Nuôi chó ta mới gọi là ngã năm chuồng chó chứ. Cũng có lý. Cũng có lý. Hay là chỗ đó người ta bán chuồng thôi, người ta không bán chó. Bắt chuồng thì ta khác hơn là ngã năm chuồng. Cứu tôi. Chị biết ngã năm chuồng chó không? Chị, ngã năm chuồng chó hồi xưa nuôi chó không? À không. Hình như không hả? Chưa chị. Em sẽ suy nghĩ kỹ rồi chị. Câu trả lời cuối cùng của chị là không. 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 Coi coi đúng không? Trời ơi, có nuôi chó gì ơi. Có. Có. Dạ đây. Dạ mời đầu tiên. Dạ mời con. Đúng không? Cảm ơn hai con nha. Dạ. Cảm ơn chị, hai bé. Ba cô còn lại cũng có cơ hội được những món quà nha. Dạ, mấy cô. Rồi. Dạ, dạ. Câu thứ hai, tên gọi đầu tiên của ngã tư Hàng Xanh là gì? A. Hàng Sang. B. Hàng Ngang. C. Hàng Xanh. Hàng Xanh. Hàng Xanh. Hàng Xanh. Và đáp án đó là đáp án C. Hàng Xanh. Dạ, con gửi cô. Dạ. Hôm nay tôi cảm thấy là mình có rất là nhiều kiến thức mới nha. Mặc dù mình là người thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Nhưng mà mình không có biết cái gọi là xanh. Tại sao gọi là hàng xanh á. Xanh là tên một loại cây lớn có họ hàng với cây đa, cây đề, cây si. Xưa tại khu vực này hai bên đường có trồng nhiều cây xanh. À, là một loại cây xanh hả? Cây rồi xanh. Bây giờ cả mấy đứa chúng ta còn mấy câu hỏi nào. Hai câu. Và từ Thiêm trong thủ Thiêm. Cho đó khó à. Từ Thiêm trong danh trong địa danh, trong thủ, địa danh thủ Thiêm nghĩa là có nghĩa là một người một con đò một phép cậu hay là một phép cậu dạ một con đò chị suy nghĩ kỹ
Dạ xin được công bố câu số 3. Ủa? Không sao chị, không sao. Không sao, sao chị vẫn được quà. Hỏi cho vui thôi. Hỏi cho vui thôi. Quan trọng là mình có thêm kiến thức. Bây giờ mình biết Thiêm là con người. Thiêm là con người. Bây giờ tôi lại tự hỏi tại sao Thiêm là con người nè mấy đứa. Tại sao Thiêm là con người nè. Thủ nghĩ là đồn canh. Người Nam bộ xưa có cách đặt địa danh theo công thức thủ cộng tên người. Vậy thủ Thiêm tức là thủ của người chủ đồn tên Thiêm. Cái này mình Bảy Hiền trong địa danh ngã tư Bảy Hiền chỉ ai? A. Chủ quán bánh ướt. B. Một người hát tuồng. C. Một người bán cà phê cốc. Có cô nào có từng nghe tới cái địa danh này chưa? Nghe rồi nhưng mà không nhớ đâu, ngã tư biết. Không biết được cái tích đó đâu. Đúng rồi, không biết cái tích đó đâu. Thôi chỉ có đoán đại thôi. Dạ. Có nghĩa là hát tuồng là thấy hợp lý ha. Dạ. Đúng không? Là một cái bộ môn lâu đời. Lâu đời của Sài Gòn mình. Câu B của ha. À, một người bán cà phê cốc nè. Là C đúng không ạ? Khoan! Hả? Cái gì? Lỡ biết đâu được chương trình lại gài mình thì sao? Lại không gài cũng được vậy đi. Thôi tay em hết hơn rồi lá cờ. Dạ em biết rồi, đừng chung chung xuyên đi. Đổi tài. Đổi tài. Ủa sao nên thất ca không đi? Dạ. À em muốn ca bên nhóm bên kia cô. Ủa vậy hả? Dạ. Cô biết luôn hả? B. Tôi gục ngà. Thấy không, có điềm rồi. Hát tặng mấy cô bài đi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Rồi, cảm ơn mấy cô. Anh biết Hiếu thứ hai không anh? Hiếu thứ hai. Không biết luôn. Anh biết ca sĩ Khởi My không anh? Biết. À, anh biết siêu mẫu Võ Thần Yến không anh? Biết anh Lan Trường không anh? Biết. Được rồi, vậy hỏi cái này đi. Người nổi tiếng nào không sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh? A. Hiếu thứ hai. B. Đan Trường. C. Khởi My. D. Võ Hoàng Yến. Khởi My. Khởi My. Sao vậy anh? Sao vậy? Tại vì là anh có xem một cái chương trình là khi đấy bảo là khi những Khởi My không phải là người ở Hồ Chí Minh. Số 9, thực ra tôi là bạn của Khởi My mà tôi không biết Khởi My ở đâu luôn á nha. Ơi hôm nay mà khách mời Khởi My là chết đó. Bạn chọn phương án nào? My, em nghĩ là Khởi My. Khởi My hả? Tại sao ạ? Khởi My ở Đồng Nai. Trời ơi. Ủa có lộn Dương Lâm không? Sao ở Đồng Nai? Chính xác. Chúc mừng em. Trời ơi, hoan hỷ. Đây, cảm ơn em nha. Trời anh ơi. Rồi, cảm ơn anh ơi. Và trước nè, áp lực câu trả em lời. Em nghĩ là câu này là hai bạn sẽ biết bài hát nào viết về hai người yêu nhau đi trên xe máy ở đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh. Bài gì? Nhớ đại lộ trong tay. Nhớ đại lộ. Tuyệt vời. Dưới đại lộ Đông Tây có một người hát gì kỳ vậy? Cái gì đấy, cái đó mình sáng tác của nhạc sĩ Hứa Chính Tuyền. À, bộ hay sáng tác của nhạc sĩ Hứa. Đại lộ Đông Tây hả? Ủa, cái đấy em hát thôi mà. Còn cái bài hát cái tên? Bài hát tên là gì? Tên gì em? Giữa đại lộ Đông Tây. Thôi nói tao lại nè. Giữa đại lộ Đông Tây. Trời ơi. Cái đó là mình nghĩ thôi chứ không biết đúng không nha. Không biết đúng không, thật sự chị cũng không biết. Số bao nhiêu? Sao mấy đứa đố gì mà vô tri vậy? Như vậy cái đó là hai em hát thôi mà, chứ em có nhắc gì mẹ đâu. Mẹ cũng không biết bài đó tên gì luôn. Không thật ra bài đó mang tên là Giữa đại lộ Đông Tây. Hay quá em ơi. Câu hỏi như sau: đây là địa điểm nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Đây. Quen không? Quen. Nhưng mà biết tên không? Có hình khác không anh? Có một tấm một rồi. Các em đã từng đi vô đây chưa? Quen lắm, chắc chắn phải vô rồi đó. Đúng rồi. Không trời ơi. Nè, bây giờ mình có biết những bảo tàng nào mình có thể liệt kê trên đầu ngón tay trước đi. Mình liệt kê trước đi là đúng mình rồi, sẽ liên ra. Em ơi, đi là em luôn á. Không sao, có trễ không, có trễ không? Dạ, không? Nhanh. Em biết cái đây. Bức tranh này là đang... Cái địa điểm này là ở đâu không? Ở bảo tàng. Bảo tàng gì? Bảo tàng gì? Rõ ràng ở Sài Gòn rất là nhiều bảo tàng. Bảo tàng mỹ thuật. Yeah. Bảo tàng mỹ thuật là vui chứ mình. Giỏi quá. Quá bé rồi.
thank you. Hay quá, em đi làm hôm nay được thăng chức rồi. Thank you. Đội của em, quý vị khán giả đã trả lời đúng được 7 đáp án chính xác. Trên 10 câu. 7/9. Ủa, đi đâu đây? Xong rồi, giờ chờ mấy bạn á, mấy bạn lâu quá. 9/9 rồi. Thưa quý vị, hả? Đâu có đâu. Đâu có gì đâu. Đáp án này không được tính. Không có, tại vì hai bạn trẻ đang bị nghe điện thoại. Thôi em nghe điện thoại xong chưa? Tại vì đợi đi. Nãy giờ hai đứa nó phỏng vấn nhiều quá bị khát nước để gọi nước thôi. Không, hai bé nó đang gọi điện thoại để mà hỏi người thân đúng không? Bảo tàng rồi, mỹ thuật. Câu trả lời là bảo tàng mỹ thuật. Mà... Sai rồi. Đúng rồi. Bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Đúng rồi. Quà nhỏ nhỏ đến từ chương trình La Cà Há Ca. Ủa? Hey, vô, hey, vô. Ủa? Sao? Đó cho bên kia đúng mấy câu vậy? 9 câu. Bây giờ 9 câu. 9 câu. Trời ơi, 9 câu sau ghi 7 điểm. Rồi bây giờ tôi mời hai đội các bạn show kết quả ra trước màn hình đi ạ. Dạ vâng ạ, tụi em 7 câu. Tôi muốn kiện. Lúc nãy khi mà cái câu hỏi về bảo tàng mỹ thuật thì đội Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, trước khi lại hỏi các bạn là cái bức tranh này là về địa điểm nào thì hỏi các bạn là có đi bảo tàng chơi không, là có cái gì của bảo tàng ở trong đó rồi, cho nên tôi muốn kiện. Trời hay quá vậy bạn. Có nhắc đến cái từ ở trong kết quả đó là phạm luật, trừ câu đó ra. Không, tại nãy tụi em hỏi bạn đó tên gì thì bạn đó nói là bạn đó tên Bảo, bạn nữ là tên Tàng. Không có con gái nào mà ba má là đã được tên Tàng. Ba má là tên Tàng và nói tôi nghe coi. Không có. Mà đừng có ngang được nữa. Thiệt mà. Ngang Tàng à. Tôi nghe nói đội bên đây cũng không có kém cạnh gì. Mèo chơi mèo dày đúng rồi. Ở câu hỏi hai người yêu nhau đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, các bạn đã hát bài giữa đại lộ Đông Tây đúng không ạ? Nói chơi thôi cũng đúng chứ thật ra là cái đó tôi phạm luật, tôi chấp nhận. Như vậy là hai đội đều có phần ăn gian ở trong đó, cho nên mỗi đội bị trừ một điểm đúng không ạ? Vâng. Và sau khi bị trừ điểm thì rất may là cả hai đội lại có kết quả hòa nhau. Trận chiến này chưa kết thúc ở đây.